Thì Nhung xin kính chào quý khán giả của Việt TV và Radio. Quý vị đang theo dõi phần tin Việt Nam thành đến tỉnh và ngay sau đây là những bản tin chi tiết. Bản tin đầu tiên cập nhật về diễn biến dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam. Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam vào chiều 18 tháng 1 ghi nhận đã vừa có thêm 2 ca dương tính với nCoV, đều là người nhập cảnh, đã được cách ly ngay tại Đà Nẵng và Hà Nội. Vậy là tính cho đến nay, Việt Nam có tổng số bệnh nhân COVID-19 là 1.539 người, trong đó có 1.402 người đã hồi phục, 35 người tử vong, số còn lại đang được điều trị. Liên quan đến một bệnh nhân bị hội chứng cytokine sau khi có kết quả dương tính với COVID-19. Vào hôm 18 tháng 1, Bộ Y tế cho biết hiện người này đã dần hồi phục. Bệnh nhân đã cai máy thở hoàn toàn, sức khỏe có tiến triển tích cực. Tuy nhiên, hiện người này vẫn còn yếu, dự kiến cần được điều trị thêm một tháng nữa mới hoàn toàn bình phục. Như vậy, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương hiện không còn bệnh nhân COVID-19 nào trong tình trạng nặng. Các bệnh nhân khác thì đang được điều trị với sức khỏe đã dần ổn định. Bản tin đánh đi từ Hải Phòng cho biết đã vừa tìm thấy thuyền gỗ gần bãi cọc Cao Quỳ. Thưa quý vị, chiếc thuyền gỗ dài hơn 8 mét và cây gỗ hình thuyền đã được đẽo nhọn dài 7 mét, được tìm thấy gần bãi cọc Cao Quỳ đang chờ đưa đi giám định. Cả hai hiện vật đang được lưu giữ tại khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang ở huyện Thủy Nguyên. Trước đó, vào ngày 22 tháng 9 năm 2020, trong lúc thi công đường vào khu bảo tồn bảo cọc Cao Quỳ, công nhân đã phát hiện một chiếc thuyền gỗ nằm ở độ sâu 1 mét gần chân núi đá vôi, cách bãi cọc khoảng 300 mét. Ít ngày sau, thuyền bằng nguyên cây gỗ lim dài 7 mét được khoét rỗng cũng đã được tìm thấy tại khu vực này. Theo một số nhà khoa học, vị trí tìm thấy thuyền gỗ nằm bên con lạch ở triều cổ, bắt nguồn từ sông Đá Bạc và thông ra sông Giá. Có thể để ngăn đường lui của quân Nguyên Mông, quân dân nhà Trần đã cho đóng cọc tại cửa con lạch này. Sau cả ngàn năm, con lạch bị phù sa bồi lấp, trở thành ruộng vườn và làng mạc. Hàng trăm người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thưa quý vị. Trong hai ngày 17 và 18 tháng 1, chính quyền các tỉnh Hà Giang, Lào Cai đã phát hiện hàng trăm trường hợp nhập cảnh trái phép. Giới hữu trách cho biết có người chủ động về để kịp cách ly 14 ngày ăn Tết. Thế nhưng cũng có người trốn về địa phương. Những người này được xác nhận tuổi từ 18 cho đến 46, chủ yếu là người dân tộc thiểu số, sống ở Lào Cai, vượt biên sang Trung Quốc vào hồi tháng 9, làm thuê trong các xưởng bóc gỗ thuộc Quảng Tây. Hiện giới hữu trách đã cho tăng cường lực lượng chức năng để giám sát việc nhập cảnh. Được biết, kể từ lúc dịch bệnh COVID-19 bùng phát cho đến nay, lực lượng biên phòng đã phát hiện gần 31.600 công dân nhập cảnh trái phép, khởi tố, bàn giao cho các cơ quan chức năng 83 vụ. Trong đó, có 153 cá nhân vi phạm việc đưa đón người trái pháp luật. Có thêm một nhà máy sản xuất linh kiện cho Apple có mặt tại Việt Nam. Vào ngày 18 tháng 1, chính quyền tỉnh Bắc Giang đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho 4 dự án FDI trên địa bàn với tổng vốn đầu tư là hơn 561 triệu Mỹ Kim. Cả 4 dự án nêu trên đều sản xuất các thiết bị có liên quan đến lĩnh vực điện và điện tử. Chỉ duy nhất nhà máy Fukan Technology của Foxconn Singapore PTE Limited là cung ứng linh kiện cho hãng công nghệ Apple. Được biết hiện có rất nhiều nhà đầu tư FDI đang nộp hồ sơ để ghi danh đầu tư vào tỉnh Bắc Giang. Do đó, chính quyền tỉnh này đang lựa chọn những dự án phù hợp để cấp phép đầu tư. Được biết, trong vòng 5 năm qua, tỉnh Bắc Giang luôn nằm trong nhóm 10 tỉnh thành dẫn đầu về thu hút vốn đầu tư FDI. Tại tỉnh Bắc Giang hiện có 472 dự án FDI được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn là hơn 6 tỷ Mỹ Kim. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam yêu cầu Hà Nội và Sài Gòn loại bỏ xe cũ nát. Thưa quý vị, Hà Nội, thành phố Sài Gòn và một số các địa phương có nguy cơ cao ô nhiễm không khí buộc phải thu hồi và loại bỏ xe cũ nát. Những chiếc xe được cho là không bảo đảm tiêu chuẩn lưu hành gây ô nhiễm môi trường. Ngày 18 tháng 1, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành văn bản với yêu cầu như vừa nêu. Đi song song với đó, chính quyền các địa phương cũng được yêu cầu đẩy nhanh việc phát triển hệ thống giao thông công cộng, ưu tiên cho phương tiện dùng năng lượng sạch, không phát thải. Người dân được khuyến khích đi lại bằng giao thông công cộng, giảm phương tiện cá nhân.
Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường thì trong thời gian gần đây, mức độ ô nhiễm không khí tại một số đô thị lớn, đặc biệt là tại Hà Nội và Sài Gòn đã gia tăng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và các hoạt động phát triển kinh tế xã hội. Nguyên nhân chính đó là do bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông, hoạt động xây dựng, công nghiệp với lượng thải lớn, kết hợp với yếu tố thời tiết bất lợi trong giai đoạn giao mùa. Bản tin tiếp theo đánh đi từ Hà Giang cho biết nhà hàng ở Mappyland đã bị yêu cầu ngừng hoạt động. Thưa quý vị, qua kiểm tra thì Sở Xây dựng cho rằng nhà hàng Panorama sửa chữa không đúng phương án kiến trúc được phê duyệt trước đó. Phần mái cao hơn, bốn mặt sàn chưa phá dỡ. Đó là thông tin do Sở Xây dựng Hà Giang loan đi vào ngày 18 tháng 1. Theo đó thì chính quyền tỉnh cũng đồng ý với đề xuất của Sở Xây dựng là yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng hoạt động nhà hàng cho đến khi cải tạo xong theo đúng phương án được phê duyệt. Đồng thời chủ đầu tư phải phá dỡ bốn sàn nhô ra phía sông Nho Quế. Chính quyền phải giám sát chặt chẽ quá trình cải tạo, không để chủ đầu tư tự ý thay đổi thiết kế hoặc không tuân thủ đúng theo thiết kế đã thẩm định. Xin được nhắc lại, tòa nhà bê tông đã được xây dựng để làm nhà nghỉ, nhà hàng ngay trên đèo Mappyland từ năm 2018 và đưa vào sử dụng đầu năm 2019. Vào thời điểm đó, công trình này vẫn chưa có giấy chứng nhận đầu tư, dự án vẫn chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chủ đầu tư chưa được cấp giấy chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm sang đất thổ cư và xây dựng. Bản tin đánh đi từ Bình Phước cho biết, điện thoại đã phát nổ khi sạc khiến cho một thiếu niên bị nát tay. Nam thiếu niên 15 tuổi ở huyện Bù Đăng sử dụng điện thoại khi đang cắm sạc, bất ngờ chiếc điện thoại phát nổ ngay trên tay. Em này đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước để cấp cứu vào tối ngày 17 tháng 1, trong tình trạng bàn tay trái bị dập nát, máu chảy nhiều. Các bác sĩ khuyến cáo không sử dụng điện thoại khi đang cắm vào nguồn sạc. Đây là thói quen nguy hiểm mà rất nhiều người mắc phải. Đối với nạn nhân chấn thương do điện thoại phát nổ khi sạc, thì cần nhanh chóng ngắt nguồn thiết bị để tránh điện giật. Băng bó vết thương, bất động chi và chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời. Thi thể của một nạn nhân bị kéo lê dưới gầm xe container khoảng 60 km mới được phát hiện. Vào sáng ngày 18 tháng 1, Công an Bình Thuận cho biết đang điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe container và xe máy xảy ra trên quốc lộ 1. Đáng chú ý là sau tai nạn, thi thể của nạn nhân bị kéo lê trên đường khoảng 60 km mới được phát hiện. Vụ tai nạn trên xảy ra vào tối ngày 17 tháng 1 tại đoạn ngã ba Cầu Nam, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Theo đó, chiếc xe container do tài xế Bùi Minh Tùng, 49 tuổi, quê ở Tiền Giang, điều khiển chạy theo hướng Nam Bắc. Khi đến vị trí trên, xe này xảy ra va chạm với chiếc xe máy do anh Trần Đức Vân, 45 tuổi, điều khiển, đang chạy cùng chiều phía trước và chuẩn bị sang đường. Cú va chạm khiến cho anh Vân tử vong ngay tại chỗ và bị dính ở dưới gầm xe container. Sau va chạm, chiếc xe container tiếp tục chạy theo hướng ra Ninh Thuận. Vào tối cùng ngày, cảnh sát giao thông đã ra lệnh dừng chiếc xe container này tại xã Phước Nam, huyện Thuận Nam và đã phát hiện thi thể của anh Vân dưới gầm bên trái sau bánh trước. Thi thể của nạn nhân bị kéo lê khoảng 60 km. Trong khi đó thì đã có một học sinh tử vong trong vụ tài xế ngủ gật lao xe vào đám đông. Liên quan đến vụ tài xế ngủ gật lao xe tải vào đám đông khiến cho một người lớn và năm học sinh bị thương, thì vào ngày 17 tháng 1 vừa qua, có một học sinh đã tử vong do đa chấn thương. Nạn nhân tử vong là cháu Dương Thị Diễm My, học sinh lớp 7 trường Trung học Mỹ Đức ở huyện Châu Phú. Đây là một trong ba học sinh bị thương nặng, phải nhập viện để điều trị sau vụ tai nạn. Xin được nhắc lại trước đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6 giờ 25 phút ngày 16 tháng 1 trên tuyến quốc lộ 91, đoạn thuộc xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú. Tài xế điều khiển xe tải tên là Bùi Phi Long, sinh năm 1993. Khi lưu thông trên quốc lộ 91, do ngủ gật, nên đã để xe lao vào lề phải, va chạm với một người lớn và 5 em học sinh. Phát hiện hơn 11 tấn thịt cá trong cơ sở kinh doanh trái phép. Thưa quý vị, không có giấy phép kinh doanh,
Thế nhưng cơ sở này vẫn nhập hàng hóa với khối lượng lớn về để phân phối trên địa bàn của thành phố. Hơn 11 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc đã bị cơ quan chức năng phát hiện. Ngày 18 tháng 1, chính quyền thành phố Sài Gòn xác nhận thông tin trên và cho biết, vụ việc được phát hiện sau khi giới hữu trách tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh thực phẩm tại địa chỉ số 89, phường Bình Hưng Hòa ở quận Bình Tân. Kết quả kiểm tra ghi nhận, cơ sở này đang kinh doanh thịt gia súc, gia cầm, thủy sản và các phụ phẩm động vật. Chủ cơ sở không xuất trình được giấy phép kinh doanh theo quy định. Tất cả các mặt hàng trong kho đều không rõ nguồn gốc xuất xứ. Được biết từ nay cho đến Tết Nguyên Đán, nhu cầu về thực phẩm của người dân thành phố sẽ tăng cao. Giới hữu trách khuyến cáo, người dân nên cảnh giác khi mua hàng để tránh những hậu quả đáng tiếc có liên quan đến sức khỏe của mình. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin Việt Nam thành đến tỉnh của đài truyền hình Việt TV và Radio. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin kế tiếp. Xin kính chào.